Hiyo, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với vlog Mì AI. Và hôm nay thì nhân ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ gửi tới tất cả những member nữ đang xem cái clip này một lời chúc chân thành nhất. Chúc cho em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ trung và thành công trong cuộc sống. Ok. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thử triển khai một cái việc là đưa cái một bài toán object lesson lên trên web nha. Và chúng ta sẽ streaming cái camera của máy tính lên trên web đó luôn. Và đó thì từ đó thì chúng ta thấy là những cái người ở máy khác hay là từ xa là truy cập vào web đó và xem được cái hình ảnh của cái camera chúng ta trên web đó nha. Bắt đầu thôi anh em. Rồi thì thực ra bài toán object detection thì mình làm rất nhiều ở trên Mi AI rồi, rất nhiều bài, hay nhiều bài là có cái đó đúng không? Các bạn thấy là có rất nhiều bài mình đã triển khai nhận diện như YOLO V3, V4, V5, V6, V7, rồi thì một bài về SSD Mobile Net đúng không? Rất nhiều rồi. Thế nhưng hôm nay ta lại quay lại với object detection. Lý do là chúng ta sẽ có thêm một khái niệm là video streaming. Đó. Thì video streaming là như nào? Thực ra để làm được video streaming ấy, thì nó cần rất nhiều công nghệ về chịu tải này, về mixing cái tín hiệu này. Đó. Nhưng mà ở đây thì mình làm mức độ đơn giản nhất thôi nha. Đó là bài toán như sau. Chúng ta muốn là triển khai một cái nó có một cái laptop. Laptop đó có cắm một cái webcam. Bây giờ chúng ta làm sao để người dùng ở xa, ví dụ như là từ bạn bè ở xa, có thể truy cập vào cái laptop đó chúng ta để chúng ta nhìn được hình ảnh thu từ cái webcam của cái máy laptop đó, đồng thời chúng ta nhận diện cái vật thể ở trong cái webcam đó nhá, một cách tự động và show cho người bạn bè chúng ta xem. Rồi. Thì có thể lúc này bạn sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mình sẽ đi tiếp các slide tiếp theo thì bạn sẽ hiểu ra vấn đề. Đúng không? Thì với các bài toán nhận diện vật thể trước đây ấy, thì chúng ta có hai kiểu làm. Một kiểu là bên tay trái các bạn thấy đây. Đó. Và chúng ta triển khai trên cái giao diện gọi là gì? Kinter. Đúng không? Thứ hai là chúng ta chạy gì? OpenCV thuần. Và nó hiện ra một cái frame như này. Và chúng ta thực hiện là nhận diện các cái vật thể ở trên hai cái khung hình như này. Thế thì cái vấn đề ở đây ấy, là khi chúng ta nhận diện chạy như này ấy, thì chỉ có chúng ta xem mà thôi, đúng không? Chỉ chúng ta xem mà thôi. Bạn bè chúng ta đâu có thể nào truy cập vào máy chúng ta để remote vào máy chúng ta để xem cái giao diện Kinter hay giao diện OpenCV như này được, đúng không? Đó. Thế thì dẫn đến là chúng ta phải đưa web. Đúng không? Đưa lên web thì có rất nhiều bài ở trên Mi AI mình đã triển khai đưa bài toán object detection lên trên web. Đó, bạn có thể xem bài về xem bói mặt này, một bài về nhận diện ảnh X quang này. Đó. Một bài nữa là về cái mình không nhớ nó lắm, mà hai bài đó là hai bài bạn dùng nhiều nhất. Thì chúng ta đã triển khai là gì? Dựng một trang web lên. Chúng ta có một cái ô ở button thì chúng ta là bấm vào đây để upload ảnh đó, thì sau đó bạn bấm vào đấy, các bạn upload ảnh lên và hệ thống nhận diện và trả ra kết quả đúng không? Đó thì những cái bài đó nói mình làm nhiều rồi, rất nhiều rồi và các bạn cũng quá quen với cái bài này rồi. Thế nhưng bây giờ vấn đề đặt ra là người ta không muốn là upload ảnh lên sau rồi chúng ta nhận diện và trả kết quả nữa. Họ muốn là bây giờ tôi muốn có một cái máy tính, tôi làm nhiệm vụ là giám sát một khu vực chẳng hạn đó, thế thì yêu cầu đặt ra của tôi là cái máy tính nó phải liên tục đọc ảnh từ webcam, nhận diện vật thể và truyền cái tín hiệu nào đó để cho tôi ngồi ở xa tôi có thể qua một trang web mà tôi biết được tình hình tại cái laptop đó, thì camera laptop đó đang nhận diện những cái hình ảnh gì, đúng không? Đó, thì đó là chúng ta vấn đề phát sinh, chúng ta phải triển khai được cái video streaming lên trên web. Đây thì bạn thấy nhìn đây, có một cái vấn đề ở đây,
Đây là một cái sản phẩm của một cái bên họ làm về đếm cái số lượng ô tô và nhận diện biển số, đúng không? Thôi chúng ta không bàn đấy, ở đây về cái thuật toán, cũng không bàn về cái độ chính xác của biển số đó, là nó ngoài scope. Nhưng đây là một trang web đó, và người ta nhúng được cái camera vào đây đó, và camera này nó real time luôn nhé, đó nó liên tục đọc ảnh và nhận diện đếm xe và hiển thị hoàn toàn ra diện trên web đó, và người dùng sẽ thông qua web này có thể xem được. Đó thì người ta ở xa người ta cũng xem được, chứ không phải là ngày xưa mình chạy bằng OpenCV hay chạy bằng Kinter là họ phải ngồi trên cái laptop mà cắm webcam ấy thì họ mới mới nhìn được, đúng không? Rồi đó, thì đó là chúng ta thấy là về cái vấn đề, một ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ hai này đó, ví dụ đây là nhận khuôn mặt, đúng không? Họ có webcam đó, và họ show lên trên trang web. Các bạn nhìn rõ này, đây có một cái địa chỉ là 127.0.1, đó là địa chỉ test của người ta đấy. Đó thì người ta vẫn show được cái hình ảnh của webcam lên, nó vẫn nhận diện được khuôn mặt và hiển thị bên cạnh, đúng không? Đó thì đó chúng ta hình thành một cái khái niệm là ok. Như vậy thay vì chúng ta chỉ làm được là có một trang web, chúng ta chọn cái ảnh upload lên trang web trả về kết quả, thì chúng ta có thể là streaming trực tiếp cái hình ảnh đọc từ webcam lên trang web này để người dùng từ xa xem được. Đó, hay không? Đó. Thì những cái sản phẩm mà bạn vừa xem ấy, là mình lấy ví dụ của công ty Iwanatech của bạn Sơn HS. Đó, thì cảm ơn bạn Sơn. Thì công ty Iwanatech của bạn Sơn thì là một công ty khá nhiều sản phẩm tốt về khuôn mặt, về nhận diện biển số xe, về đếm xe đó, và như bạn quảng cáo đây thì bạn đã làm conversion 10 năm, làm deep learning 6 năm và 43 dự án về AI rồi đó, thì mình rất là khâm phục bạn này, có nhiều giải pháp hay đó. Thì cũng nhân đây qua clip này thì xin cảm ơn Sơn HS nha. Rồi đó là vấn đề ngày hôm nay, chúng ta cần phải streaming video lên web để cho những người ở xa cũng có thể xem được cái hình ảnh từ webcam và cái việc nhận diện của chúng ta nó diễn ra như thế nào, đúng chưa? Thế thì để làm cái điều đó thì chúng ta cần phải đi qua một số khái niệm cơ bản nhá. Đầu tiên là về khái niệm function, thì bạn đã biết rồi, bạn nào làm Python thạo rồi thì chắc không xa lạ gì với function. Function sẽ có tên, có keyword, có thân phần thân của cái function đó, cũng như là một cái dòng return để trả về kết quả, đúng không? Cái này rất dễ. Ví dụ như hàm cộng hai số xy ở trên màn hình ấy, đúng không? Thì đơn giản là nhận vào hai số xy. À, mình sorry, không phải hàm nhận, hàm hàm cộng nhé, hàm nhân. Nhân hai số xy thì nhận vào xy, nhận vào y. Rồi thì chúng ta tính cái biến result bằng x nhân y, rồi return lại result. Nó rất đơn giản. Nó chỉ có bước start và finish, đúng chưa? Chạy một mạch từ trên xuống dưới và return. Thế là xong. Đó, đó là về function. Thế còn những bạn để ý là gì? Với video streaming thì chúng ta không phải là chúng ta gọi là gì nhỉ? Chúng ta chạy một cái hàm là xong, đúng không? Chúng ta phải liên tục trả về hình ảnh, trả về hình ảnh, đọc từ camera, trả hình ảnh cho đâu, cho web, web lại đọc từ camera, trả đọc trả đọc trả, và ngay khi chúng ta trả cái hình ảnh cho trang web thì chúng ta phải quay về đọc cái hình ảnh ngay và lại trả tiếp sau khi đọc xong, và lại như vậy, quay vòng tròn như vậy. Thế thì chúng ta mới đến một khái niệm, đó là cái mệnh đề yield. Mình không biết đọc là gì, yield đó, đó là gì, nó sẽ, bạn nhìn qua hình này dễ hơn này. Đó, với một hàm bình thường thì nó sẽ start và finish, nhưng với một hàm mà dùng cái hàm cái mệnh đề year này hay trong return ấy, thì nó được gọi là một cái generator, là cái bộ sinh dữ liệu đó. Thế thì cách thực hiện nó như nào, là chúng ta bắt đầu hàm thì khi chúng ta gọi lệnh year để trả về dữ liệu nhé, thay cho lệnh return, thì sau khi trả dữ liệu cho cái người gọi đó thì cái hàm nó dừng, tạm dừng ở đó, và khi chúng ta gọi lần thứ hai thì nó lại tiếp tục year để trả về một lần thứ hai, và cứ như vậy chúng ta gọi cho đến khi nào nó hết các cái hàm year đó thì nó mới thoát khỏi cái hàm, nó mới finish, được chưa? Ví dụ trong hàm nó có hai cái lệnh year thì chúng ta sẽ gọi hai lần thì nó hết, cho nó hàm nó có ba lệnh thì chúng ta gọi ba lần nó mới hết, nó mới trả về finish, được chưa? Ví dụ ở đây
có một cái simple generation fund, nó có ba lệnh J1, J2, J3. Đó. Thế thì chúng ta có thể khi chúng ta for value in cái này chúng ta gọi ra thì nó sẽ in ra ba một hai ba, được chưa? Chúng ta phải gọi 3 lần thì nó mới 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 hết hết cái hàm đó và thoát ra ngoài. Đó. Đó thì bạn sẽ hỏi ở đây là tự nhiên mình nói về cái lệnh year để làm gì? Thì chúng ta sẽ viết một cái hàm đọc ảnh từ webcam trả lại cho trang web, sau đó lại quay lại và đọc ảnh từ webcam lại trả lại cho trang trả, đúng không? Thì cái hàm đó cứ quay liên tục thì chúng ta sẽ dùng một cái vòng while true để chúng ta liên tục gì? Liên tục tạo ra các cái lệnh while true nhé, để liên tục tạo ra một loạt các lệnh year này để liên tục trả về dữ liệu cho cái trong web và lại quay đọc camera, được chưa? Đó thì đó là chúng ta sẽ vì sao là mình lại nói đến cái lệnh year này. Thì chút nữa triển khai các bạn thấy code nó sẽ dễ hiểu hơn là nó lý thuyết như này. Đó vì cái môn môn khác thì mình không biết, nhưng mà riêng tin học này thì là thường là phần lý thuyết nó sẽ hơi confuse, nhưng khi chúng ta bắt tay vào viết code rồi chúng ta lại thấy nó đơn giản nhá. Rồi, thế thì pipeline của cái bài này sẽ là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một trang web để hiện một cái ảnh nhá. Thì khi mà go live ấy, thì họ sẽ trang trí trang web này đẹp đẽ, đúng không? Màu mè rồi hình ảnh bố cục xịn sò. Thế nhưng mà ở đây mình demo nên mình sẽ tập trung vào cái công nghệ thôi. Trang web mình sẽ chỉ trang web trắng và dòng chữ ở trên đó là video streaming demo chẳng hạn. Rồi. Và trên đó là có một cái tag nhá. Bạn nào mà làm web rồi ấy, thì sẽ biết là trên trang web nó sẽ có một cái tag để nó hiện cái hình ảnh, cái image ấy, bằng cái tag là img, đúng không? Đây. Đó. Đúng không? Bạn nào làm web rồi thì rất là quen thuộc với cái tag này. Thì mình sẽ làm một trang web, ở giữa thì có một cái thẻ img link với một cái ảnh. Thế rồi. Sau đó mình sẽ viết đoạn code đọc ảnh từ webcam đưa vào YOLO V3 để nhận diện. Sau đó thì dùng cái lệnh yield year để trả ảnh về cho cái trong web hiển thị lên, đúng không? Hiển thị vào đúng cái nội dung với cái phần mà của cái thẻ img, được chưa? Thế thôi, cứ liên tục như vậy. Mình đọc ảnh từ webcam xong mình lại nhận diện, xong mình year trả về và lại quay về đọc ảnh cho webcam, được, liên tục như vậy. Thì nó vô tình là mình đọc rồi nhận diện rồi hiện thị, đọc nhận diện hiển thị, đọc nhận diện hiển thị, sẽ làm cho một loạt các frame liên tục thì chúng ta cảm giác là chúng ta đang streaming video. Thế thôi, ok chưa? Rồi thì cũng sorry các bạn là mình hơi bị cảm một chút nên là cái mũi nó hơi ngàn mũi nên là cái tiếng nó bất thường và thỉnh thoảng mình sẽ bị hơi xịt mũi một tí nhá, thì bạn thông cảm. Cũng khá là mệt, hôm nay là một ngày khá là nhiều việc của mình. Thế nhưng mà anh em cũng lâu rồi chưa có video, cũng như anh em cũng đang hỏi rất nhiều về bài này nên là mình tranh thủ mình làm thêm, nên anh em thông cảm nhé. Ok rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần lý thuyết, đúng không? Bây giờ ra đến bên thực hành. Thực hành thì mình dùng PyCharm. Thế rồi rồi bây giờ việc đầu tiên mình sẽ làm là gì? Việc đầu tiên mình sẽ làm là xây dựng một trang web. À, bây giờ mình sẽ dựng một trang web thì đơn giản này thôi. Mình sẽ new một cái file Python main.py. Được chưa? Thì như cái mọi cái website làm bằng Flash trước đây, nhà bạn có thể lên mạng gõ mì AI cách ra Flash phát như này. Đó, thì sẽ có rất nhiều bài mình làm về Flash. Nên là mình sẽ không nói lại nữa nhé. Mình dựng một cái website bằng Flash rất đơn giản và nhanh như sau. Đó, for Flash import. À, quên, trước khi bạn 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 làm được ấy, thì bạn phải cho mình một cái file setup đi. File setup.txt bên trong có Flash, Flash Core, rồi OpenCV, Python. Đó, đây ba thư viện là mình cần cài đặt. Thì với thư viện mỗi bài toán ấy thì mình luôn làm một cái file setup.txt. Bên trong mình để tên các thư viện mình cần cài đặt và khi mình cần cài mình chỉ gõ là pip install -r setup là xong. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành viết cái file đầu tiên để mình dựng lên một cái website
bằng flash đã nhé. Rồi flash này, flash render template flash core, các thứ cần thiết mình ghi bỏ hết vào đấy. Flash core, ok rồi. Này sai chưa? Rồi, kể rồi nhá. Rồi, sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm là app bằng flash. Mình nhập đây là apps hoa rồi. App name. Đây là những cái lệnh cơ bản để tạo ra một trang web bằng sẽ bằng flash. Mình cứ viết đây nhé. Mình đã dùng rất nhiều rồi, rất nhiều lần rồi. Chúng nhắc lại nữa. Rồi, trang tạo trang index này. Return thử là hello đã, à, là mình đảm bảo trong web nó chạy đã, sau đó mình sẽ tính tiếp. Rồi. Bây giờ để chạy cái này mình sẽ dùng lệnh gì? Lệnh là Python main.py. Rồi, nó hiện là running on như này là đã cho các chạy thành công này. Đó. Bấm vào thử này. Hello, như vậy là thành công rồi. Xong một việc. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ design một cái trang web. Đúng không? Và nó sẽ có nội dung là gì? Nội dung sẽ là một cái trang web đơn giản ở giữa có một cái ảnh thế thôi. Được không ạ? Ở giữa có một cái ảnh. Đó. Rồi. Và như mà cũng biết ấy, thì để chúng ta làm được việc đó thì trong cái cấu trúc của thằng Flask nó sẽ tạo ra một cái thư mục là thư mục template. Rồi. Template. Bên trong chúng ta tạo một cái file index.html. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ soạn nội dung của trang web vào trong cái HTML này. Đó. Thì chúng ta sẽ soạn nội dung vào trong HTML này thì chúng ta sẽ hiển thị được cái nội dung trong HTML đó trong lệnh render của cái file main.py mình vừa mới làm. Được không? Đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho đây là tạm thời nhá. Mình cho một cái suất nào đó, đúng không? Mình copy một cái ảnh ở đó nhá. Có cái ảnh nào trong máy nhỉ? Ở đây rồi. Một cái ảnh rất đẹp. Mình kiếm trên Google đi. Đây rồi. Đó. Ảnh một con chim vẹt đây ha. Sẽ về. Ok, thôi chưa cần vội. Mình sẽ để suột trống đi nhá. Suột trống mình chỉ cần hiển thị trong web ra là mình ok rồi. Đó thì bây giờ mình sửa chữ hello này bằng cái chữ gì để nó hiển thị ra là trong web. Thì mình sẽ hiển thị bằng render template đây. Mình vừa lưu cái file HTML thành index.html nhé. Bây giờ mình render template và truyền vào là index.html. Rồi. Chạy lại trong web. Bấm vào. Đó, nó hiện ra cái chữ đọc demo stream từ webcam rồi. Đó chính là cái dòng chữ mình viết vừa nãy đây này. Đó. Nhưng mà cái phần image này thì không hiển thị vì mình đang để suột nó rỗng.
Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì để nó đọc từ hấp cam nó sâu lên, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái class để làm cái việc đọc từ hấp cam nhá. Mình chưa hiển thị gì ở trong các này cả, nhưng mình sẽ làm một class ở đây, như một cái class tên là webcam. Rồi, webcam sẽ làm nhiệm vụ gì? Webcam sẽ làm nhiệm vụ đơn giản là đọc ảnh từ cái webcam và dùng lệnh year để trả về cho trong web, được chưa? Nào, class webcam, webcam, được chưa? Viết hoa cho nó đúng chuẩn nhá. Webcam, rồi hàm init. Hàm init sẽ làm gì? Gắn đọc webcam thì mình phải làm gì? Mình phải import CV2. Import CV2. Mình sẽ dùng cái hàm, mình rất nhiều bài mình làm rồi, đúng không? Khi muốn đọc ảnh từ webcam, chúng ta phải dùng một cái là video capture. Video capture. Đó. Và chúng ta truyền vào đây là cái gì? Là ID của camera. Chưa? Thường là sẽ làm một máy, máy laptop sẽ là không. Đó, nhưng máy mình thì có hai webcam. Đó nên mình sẽ dùng cái webcam số 1. Rồi. Với thứ hai là hàm mục viết một cái hàm get frame. Đó. Đọc frame. Được chưa? Đọc frame. Thì hàm này mình sẽ làm gì? Nếu như mà cái cell.vid.es open nực, đó nghĩa là nếu mà camera chưa mở thì mình làm gì? Return. Thế thôi. Còn nếu mà camera mở rồi thì bắt đầu là liên tục thực hiện việc đọc ảnh và trả về cho trang web. Đọc ảnh thì quá dễ, hả? Cell.vid.read chưa? Trả về trang web là gì? Này. Yo. Đi được rồi. Ôi xong, đơn giản như đan rổ. Rồi. Tôi đã viết xong một class có tên là webcam. Đó. Và làm nhiệm vụ gì? Mở một cái webcam liên tục thực hiện việc đọc và trả về cho trang web. Ok chưa? Đó, xong một cái webcam. Bây giờ sang cho main này này. Chúng ta muốn làm gì? Muốn cho cái trang web này nó đọc được ảnh từ webcam thì nó phải liên quan đến class này. Đúng không? Và cái để truyền được cái ảnh của trang web đó vào cái image này thì chúng ta sẽ gán đây là gì? Source của nó sẽ là, mình sẽ dùng một cái trong 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 gì ạ? Trong trong Flask, đó là chúng ta dùng là sẽ truy cập đến một cái địa chỉ là image fish. Đó, có nghĩa ví dụ cái website của chúng ta là gì? 127.0.5 chấm như này. Đó, thì cái URL của cái ảnh sẽ là gạch chéo image fish. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta cái ảnh đó nó chỉ suột đến đây. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải viết một cái root để nó trả về hình ảnh. Đây. À. Viết một root để trả về hình ảnh. Image fit. Yeah. Đây nó là read and return. Ở đâu? Ở đây là return thôi. Return image for web. Đúng rồi, web. Rồi. Thì đây là nhiệm vụ gì? Nó sẽ là nhiệm vụ là dùng một cái hàm respond ở trên này để làm gì? Để sinh ra cái ảnh và trả về cho cái thẻ image chúng ta. Đúng không? Thì mình sẽ return respond. Rồi, respond này làm gì? Có hai phần. Một phần là cái thông tin trả về lấy ở đâu thì chúng ta sẽ gọi là gọi một cái hàm là hàm read from webcam. Đó, hàm này chưa viết đâu, mình vẫn vừa đã có đâu hả? Đó, thôi
Ok. From okay. Rồi. Để đó. Rồi, thứ hai là chúng ta dùng cái mimetai là loại trả về loại gì? Thì rõ ràng chúng ta sẽ trả về dạng gì? Dạng multipath. Đó, multipath là dạng mà nó gồm nhiều các cái dữ liệu được phân cách nhau bởi một cái boundary. Boundary này là cái từ frame này. Đó, thì mình sẽ trả về liên tiếp các cái path khác nhau được trả về khác nhau bởi cái từ khóa là frame. Thế thì cái thằng web nó sẽ bóc từng khúc đó cách nhau frame nó ra và nó hiển thị lên màn hình một cái liên tục. Được chưa? Cái này bạn nào Google thêm phần này sẽ hiểu nha. Mình không ở đây chăng mình tập trung vào Python, mình không tập trung vào phần của lập trình web nên mình không nói cụ thể nữa. Rồi bây giờ mình cần một cái hàm là hàm gì? Read from webcam đúng để mình trả về dữ liệu cho cái hàm response này không có đâu dùng. Thì cái hàm rất đơn giản thôi, mình cho while true thì làm việc gì? Đọc ảnh từ class webcam chưa. Thứ hai là trả về cho web bằng lệnh yield chưa. Đọc ảnh cho webcam ở đây mình khai mình sẽ import đấy. From webcam import webcam đúng không. Bây giờ mình sẽ tạo một cái webcam bằng webcam. Đó, tạo new một class thôi, rất là đơn giản thôi đúng không. Đọc ảnh cho webcam ta làm nào. Image bằng webcam chấm gì nhỉ, get frame mình vừa mới code bên này nè. Nó sẽ dùng lệnh yield trả về image. Rồi trả xong ta làm gì? Trả xong ta sẽ làm gì nhỉ? Trả xong ta sẽ trả về và lệnh yield. Tôi đã quên cái hàm này nhỉ. Đây. Rồi. Thì trả về bằng lệnh yield này chúng ta không trả về bình thường mà chúng ta phải trả về một cái path data. Đó, thấy không? Được chưa? Đó, đây là một cái path data và phân cách nhau bởi cái dấu của cái chữ frame. Nên chúng ta cho cái trừ trừ frame này vào là sau. Được chưa? Rồi. Lúc này mà mình chạy sẽ lỗi. Đơn giản là vì cái phần webcam này nó trả về một cái hình ảnh mà chúng ta chưa dùng cái encode. Chúng ta phải encode đi. Chuyển thành byte. Đó. Để chuyển thành byte. Chuyển thành byte. Thì nó mới đọc được ở trên cái chỗ multipath này. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ đơn thuần là đọc ảnh từ webcam và hiện lên trên cái trong web được, đúng chưa? Tổng kết lại một tí này. Trang index này nó sẽ gọi đến cái URL gì? 127.0.0.1 trên 2.5000 gạch chéo imafix. Ta viết trên này một cái root mới là root imafix. Root này là nhiệm vụ là gì? Lấy cái dữ liệu trả về trong hàm read from webcam và trả về ở dạng mimetype là multipath và xmixplate phân cách nhau bởi frame. Nhiệm vụ của cái hàm read from webcam này phải đọc ảnh từ webcam và trả về chúng ta cái path trong cái đống multipath đó để cái gì? Để nó trả về cho hàm return trả về cho cái root imafix và cái root imafix này sẽ trả về cho cái hình ảnh và hình ảnh hiển thị lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy lại này. Nếu như nó hiện ảnh webcam trên này là ok rồi. Thử nào. Ôi giời, lỗi rồi. Ok, để mình xem nhé. Thiếu một dấu ngoặc thì phải. Ok, chạy lại. Sai chỗ nào nhỉ?
Quả chân nick ở đây. Đó, nick ở đây. Khi chúng ta gọi một cái generator, chúng ta phải gọi next. Đó. Chạy lại nào. Ok. Đó, mình thấy là gì? Chúng ta đã đọc ảnh từ webcam và hiển thị lên trên một cái trang web hoàn toàn bình thường. Đó. Thành công bước 1 rồi anh em ạ. Ta đi ạ. Ok. Bây giờ chúng ta làm thêm cái gì nhỉ? Để trang trí một chút thì mình sẽ hiển thị một cái ngày giờ lên trên cái video mà chúng ta đọc được để cho nó nhìn nó sinh động, nhìn nó chuyển động. Chứ không nó không có ngày giờ thì nó không hay. Đó, nhìn cái kiểu mà camera mà IP mà theo dõi từ xa ấy thì thường nó sẽ có ngày giờ. Đó, nhìn cho nó nguy hiểm đúng không? Thì mình chuyển thêm một đoạn thôi là trong cái phần mà trả về ở cái góc cao này, thì trước khi trả về mình vẽ thêm cho nó cái ngày giờ lên trên. Đó, nhưng mà ngày giờ thì mình phải import thêm class đây. From data import data. Rồi, đó, bây giờ mình chạy lại sẽ có ngày giờ này. Đó, nhìn chưa? Có ngày nhìn giờ chảy nhảy nhìn rất là nguy hiểm. Thế là ok rồi. Không, bây giờ nhiệm vụ chúng ta làm gì ấy nhỉ? Đó, bài toán của chúng ta đã hiển thị được ảnh lên trên cái trang web. Đó, lúc này nếu như một cái máy tính khác mà truy cập vào địa chỉ ví như là 172.16.68.68.106 5000 thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình ở trên đấy nhé. Mình nhắc lại này, sau khi chạy cái lệnh flash đó thì một cái máy tính khác ở trong mạng LAN truy cập vào địa chỉ 192.168 này này sẽ nhìn thấy ảnh mình trên đó. Như vậy là mình đã làm được cái bài toán streaming từ hình ảnh từ máy mình cho cái người dùng ở xa đó họ họ xem. Được. Bạn hỏi là thế bây giờ nếu như mà chỉ trong mạng LAN thì hơi hơi giới hạn, em muốn streaming cho thầy cô giáo ở xa hoặc là streaming cho bạn bè ở xa thì làm thế nào? Đó thì lại có là chúng ta dùng drop đây. Đúng không? Đó, cái này thì mình vừa mới nói xong ở cái bài mà chúng ta triển khai bài trước, cái clip trước cái clip này. Clip về pipeline về triển khai một cái tiếp cận và triển khai một cái bài toán machine learning ấy. Đó thì bạn tìm lại và tìm đến cái từ khóa grok này nhé, thì nó sẽ có ngay lời giải để làm sao thầy cô ở xa, bạn bè ở xa có thể truy cập vào nhé. Rồi, bây giờ quay lại mục đích chính của bài này, chúng ta không chỉ là đọc cái ảnh rồi chúng ta show lên đúng không, mà chúng ta sẽ phải nhận diện object detection đúng không, và lần này chúng ta lại dùng YOLO đi. Đó, để YOLO mình rất thích YOLO vì nó đơn giản. Lần này chúng ta dùng YOLO V3 thì mình đã làm rất nhiều các bài về cái này rồi nên mình cũng không nói lại nữa. Bạn có thể Google là Mi AI YOLO V3 sẽ ra cách nhận diện dùng YOLO. Ở đây mình tải sẵn ba cái file config txt và wait về rồi nhá, để trong module. Và các bạn để ý ở cái bài YOLO V6 mình đã viết một cái class có là tên là YOLO.py để nó đơn giản hóa cái việc chúng ta gọi là nhận diện đi đúng không? Thay vì chúng ta viết toàn bộ source code nhận diện ở trong cái file main.py này thì mình sẽ viết sẵn nó ra một cái file tên là file YOLO.py nhá, để cho mình đơn giản hóa đi, và chúng ta chỉ cần làm mỗi việc là gọi đến cái file này khi chúng ta cần nhận diện thôi. Thì ở đây mình cũng sẽ cho bạn code mẫu luôn của cái file này rồi, bạn không cần code nhá. Mình sẽ up hết lên trên 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 GitHub nhá. Đó. Thì bạn để ý file này có cái gì đâu, chúng ta chỉ cần truyền vào các class name, wait, config rồi chúng ta viết cái hàm mà cái hàm rất thân thuộc của YOLO. Mình nhận diện YOLO. Thế nhưng mà mình viết lại thành vào các cái hàm, viết lại vào class để cho nó nhìn nó gọn gàng thôi. Chứ còn những cái lệnh này thì bạn thấy là rất là quen thuộc rồi nha. Rồi, thì ở đây mình assumption là bạn có file YOLO.py với source code như này rồi. Vậy thì bên này mình lại làm gì? Trước khi mình trả ảnh cho trang web bằng lệnh yield thì mình sẽ là gì? Nhận diện qua model YOLO. Đúng chưa? Image sẽ bằng là mình khai YOLO đã. YOLO bằng import đó chứ. From YOLO import YOLO detect nó và mình tạo một cái lớp là lớp YOLO detect nha. Thì ở đây mình chờ thêm một lệnh là gì? YOLO.detect
chuyển vào cái gì nhỉ, chuyển vào cái image là xong đó. Đọc ảnh thì cam đưa cái ảnh nó qua cái YOLO ở nhận diện và nhận diện nhé, và đóng khung đóng ảnh. Kết quả cái ảnh đóng khung đó lại gán ngược lại biến image, và biến image trả về cho cái trang web để hiển thị là xong. Nhưng ở đây để làm được cái đó, mình phải sửa lại một chút là ở cái hàm get frame của webcam này, mình không encode ngay ở đây, mình vẫn trả về nguyên cái image đó. Để làm gì? Để cho thằng YOLO nó đọc được cái image này, nó nhận diện xong rồi nó mới encode và trả về đây này, nó mới encode và trả về, được chưa? Thay vì giống bước trước là mình encode luôn thì bây giờ không encode nữa, mình cho thằng YOLO nhận diện xong nó encode nó trả về thì mình ghép vào và hiển thị lên, được chưa? Rất đơn giản nhé. Mình nhắc lại là file YOLO này mình đã làm rất nhiều lần. Mình làm ở một cái bài là Mì AI cách ra YOLO V6, đã có một cái mô tả về cái class này rồi. Còn nếu bạn lười thì bạn dùng luôn cái class này của mình để trong GitHub nhá. Sau đó mình sẽ ở main, mình sẽ khai báo một cái đối tượng là YOLO detect, sau đó mình đưa hình ảnh qua nhận diện và nhận về cái kết quả nhận diện, sau đó mình hiển thị trên web. Rồi bây giờ mình chạy lại này, nếu như nhận diện thành công nó sẽ hiện ra object. Ok rồi, đấy person mình thấy không? Person. Đó, nhìn person rồi. Thấy chưa? Đó, thì mình đã để các bạn thấy là chúng ta đã nhận diện được person. Đó. Và hiển thị thành công lên trên cái màn hình streaming của webcam. Đó. Xem cái đồng hồ có nhận diện được không nào. Có vẻ không nhận diện được đồng hồ rồi. Đó. Thì để ý các bạn thấy là gì, hình ảnh rất giật thì mấy lý do. Thứ nhất là ánh sáng ở đây yếu, cái webcam rất là noise, và khi nó noise thì nó sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để đọc ảnh. Thứ hai là mình đang chạy trên một cái máy vừa quay phim màn hình vừa chạy streaming đọc ảnh từ camera nên rất là giật. Thứ ba nữa là máy mình không có GPU. Nếu bạn chạy trên một cái máy có GPU ngon lành thì hoàn toàn bạn có thể streaming rất là mượt cho người khác có thể xem được nhá. Đó thì đấy là chúng ta bạn thấy không, nó rất là đơn giản, mình tắt đi cho đỡ, đỡ đỡ nặng nhá. Đó rất đơn giản, chúng ta chỉ cần vài bước thôi là xây dựng được một cái hệ thống streaming video lên web để chúng ta cho người phép người khác từ xa có thể quan sát được cái hình ảnh đọc từ camera của cái máy chúng ta lập trình, cũng như là đưa các mô đồ nhận diện vào để phát hiện và cảnh báo hay là gì đó thì tùy nhá. Đó thì mình sẽ đưa toàn bộ cái source code này lên trên cái GitHub để các bạn tham khảo. Ở GitHub thì mình để link GitHub thì mình để ở phần mô tả của video. Nếu các bạn thấy video này hay, bấm cho mình một like, bấm subscribe, ấn cái chuông ở cạnh nhá. Bạn vừa nhận được video mới sớm nhất, bạn ủng hộ thêm cho mình AI nhá. Bây giờ thì bye bye.